Khi Đồng Minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng số 20. Chương 10. Nhà tu hành lạc lõng vào một ngân hà chính trị. Tháng 6 năm 1954, hội nghị Geneva bắt đầu bàn cãi sôi nổi về vấn đề Đông Dương. Quốc trưởng bảo đại cho vời ông Ngô Đình Diệm tới can và chỉ định ông làm thủ tướng. Thoạt đầu ông Diệm không chấp thuận. Thưa Hoàng thượng, không thể được ạ. À. Tôi xin trình ngài là sau nhiều năm suy nghĩ tôi đã quyết định, tôi định đi tu. Nhưng khi ông bảo đại, nại đến sự tồn vong của đất nước và không cho ông được phép từ quan. Ông liền lĩnh nhận sứ mạng, một sứ mạng đã dẫn ông vào cuộc hành trình đầy trông gai hiểm trở. Khi tân thủ tướng về tới Sài Gòn thì hoàn cảnh thật khó khăn. Trên thực tế, tất cả các quyền hành về quân sự, chính trị, xã hội, kinh tế còn do người Pháp kiểm soát hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp biết rõ tinh thần chống Pháp của ông Diệm nên khi ông vừa chấp chính Pháp đã thuyết phục đại sứ Mỹ đồng ý để tung kế hoạch dẹp Diệm rồi với tổng tham mưu trưởng công khai nổi loạn đưa tới một tình trạng thật nhẫu nhương tại miền Nam vào lúc ban đầu Trong bối cảnh Bế tắc chính trị tiếp tục cuối năm 1954, Pháp và Anh đề nghị giải pháp yêu cầu ông Bảo Đại chỉ định hoàng hậu Nam Phương về Sài Gòn làm phó vương, quyền hạn trên cả thủ tướng. Nhưng nhà tu hành đã chứng tỏ lòng yêu nước và khả năng khác thường trong một bối cảnh chính trị cực kỳ khó khăn. Tiếng hát của ca đoàn vang vang trong thánh đường, buổi sáng hôm ấy, nhà thờ chính tòa còn gọi là nhà thờ Đức Bà đã chật ních những giáo dân. Không khí thật trang nghiêm và linh đình đã từ mấy tuần rồi, ca đoàn phải tập dượt cho thật kỹ một số nhạc khúc chọn lọc để hát vào một dịp lễ đặc biệt. Lần đầu tiên, một hồng y nổi tiếng, ông Francis Fenman tới thăm Việt Nam. Ông là thượng khách của tân thủ tướng chính phủ. Phần đông ca đoàn là những thanh niên vừa được tàu Mỹ chuyên trở từ Bắc di cư vào Nam, trong đó có tác giả. Từ nơi chiến tranh loạn lạc, bão lụt triền miên nay được hưởng bầu không khí tự do thanh bình của miền nam chủ phú chúng tôi hết sức lên tinh thần thành phố sài gòn văn minh tráng lệ đúng là viên ngọc chân châu của á đông hàng ngày chúng tôi nghe đài phát thanh nói đến nhà chí sĩ ngô đình diệm từ mỹ trở về bây giờ lại có hồng y giáo phận new york thật lớn tới thăm ai nấy đều tràn đầy niềm hứng khởi suy nghĩ của tuổi trẻ chúng tôi đơn sơ là như vậy. Có ngờ đâu vào mùa thu năm ấy những sắp xếp trên bàn cờ chính trị tại miền Nam đã rối ren nguy hiểm đến mức nào. Trong gương mặt của Thủ tướng Diệm thấy ông lầm lầm lì lì ít cười nhưng bình tĩnh. khó ai biết được những khó khăn mà ông và trên thực tế cả miền Nam đang gặp phải. Ý định từ quan không thành trong quá vãng, ông Bảo Đại đã mời ông Diệm làm thủ tướng tới ba lần. Lần thứ tư, ông mới chấp nhận. Lần thứ nhất là vào năm 1949, sau khi ông Diệm đã đóng góp vào việc đưa ông Bảo Đại từ Hồng Kông về làm quốc trưởng. Ông được mời làm thủ tướng. Hai lần sau là vào năm 1951, khi ông Diệm còn đang ở Mỹ. Cả ba lần, ông Diệm đều từ chối cho rằng ông không thể làm được việc gì khi người Pháp còn dính líu vào chính trị Việt Nam. Tới năm 1954, sau khi Quốc hội Pháp đã thông qua Hiệp ước Độc lập, ngày 4 tháng 6, ông Diệm mới chấp nhận. Khi chỉ định ông Diệm, ông Bảo Đại chỉ tham khảo ý kiến Ngoại trưởng Dulles trong hồi ký Con rồng Việt Nam, chính ông Bảo Đại ghi lại về bối cảnh và lý do chỉ định ông diệm như sau chúng tôi không còn tin gì vào người pháp nữa tại geneva riêng còn người mỹ là đồng minh của chúng tôi tại sài gòn thủ tướng chính phủ ông bù lộc gặp phải sự chống đối quyết liệt của các nhà quốc gia trong phong trào mặt trận đoàn kết cứu quốc do ngô đình nhu lãnh đạo mặt trận này không công nhận trước tất cả các quyết định có thể do geneva đặt ra tôi cho vời đến can các lãnh tụ của tất cả các phong trào chính trị và tôn giáo ở việt nam để hỏi ý kiến tôi cho họ biết cái gì đã xảy ra rằng tất cả đều đã được xếp đặt trước đến chỗ sẽ chia đôi đất nước tôi vạch ra cho họ sự cần thiết đặt một đường hướng mới và gợi ý cho họ là cho thay thế hoàng thân biểu lộc bằng ngô đình diệm được cầm đầu chính phủ tất cả hoan nghênh ý kiến của tôi tại sao lại với ông diệm ông bảo đại trả lời trước đây đã dùng ông diệm tôi biết ông ta vốn khó tính tôi cũng biết ông ta rất cuồng tín và tin vào đấng cứu thế nhưng trong tình thế này không còn có thể chọn ai hơn thật vậy từ nhiều năm qua người mỹ đã biết ông và rất hâm mộ tính cương quyết của ông trước mặt họ ông là nhân vật đủ khả năng đối phó được với tình thế vì vậy washington sẵn sàng hỗ trợ ông ta nhờ thành tích cũ và nhờ sự có mặt của em ông đang đứng đầu mặt trận đoàn kết cứu quốc ông lại được nhiều nhà quốc gia cuồng nhiệt ủng hộ các vị này từng làm ở chính phủ tâm và chính phủ Bửu Lộc. Bởi vậy, ông viết tiếp. Sau khi thảo luận với ông Potter Dulles để cho ông ta biết ý định ấy, tôi cho vời Ngô Đình Diệm và bảo ông ta. Cứ mỗi khi mà tôi cần thay đổi chính phủ, tôi lại phải gọi đến ông. Ông thì lúc nào cũng từ chối. Nay tình thế rất bi đát, đất nước có thể bị chia cắt làm đôi. Ông cần phải lãnh đạo chính phủ. Thưa Hoàng thượng, không thể được ạ à. ông ta đáp tôi xin trình ngài là sau nhiều năm suy nghĩ tôi đã quyết định tôi định đi tu tôi kính trọng ý định của ông nhưng hiện nay tôi kêu gọi đến lòng ái quốc của ông ông không có quyền từ chối trách nhiệm của mình sự tồn vong của việt nam buộc ông như vậy sau một hồi yên lặng cuối cùng ông ta đáp thưa hoàng thượng trong trường hợp đó, tôi xin nhận sứ mạng mà Ngài trao phó. Như vậy, giây phút ấy, ngày 16 tháng 6 năm 1954, là giây phút quyết định số mệnh của ông Ngô Đình Diệm. Ông muốn từ quan để đi tu. Nhưng khi quốc trưởng bảo đại, nại đến sự tồn vong của đất nước và không cho ông được phép từ quan, ông phải lãnh nhận sứ mạng, một sứ mạng đã đưa đến cho ông bao nhiêu nguy hiểm Ngay từ đầu Để rồi tiếp tục cuộc hành trình Trông gai Đi tới cuối đường Nơi tử thần đã đứng sẵn Để chờ đợi ông Những bước gian truân ban đầu Khi chỉ định ông Diệm, Quốc trưởng Bảo Đại Chỉ hỏi ý kiến ngoại trưởng Dulles Chứ không phải là Mỹ đề nghị hay áp lực Ông phải làm vậy Nhưng làm thế nào ông Dulles biết đến ông Diệm. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1950. Năm ấy là năm người công giáo mừng thánh 25 năm một lần. Giám mục Ngô Đình Thục đi Vatican mừng lễ cùng với ông Diệm qua ngả Nhật và Mỹ. Tại Mỹ, giám mục Thục giới thiệu em mình với Hồng Israelman, e. cố vấn tinh thần của gia đình ông Kennedy. Ông Diệm lưu lại Mỹ qua tháng 9 và tháng 10, sau đó mới đi Vatican. Nơi đây, ông được yết kiến Đức Giáo Hoàng Pius XII. Sau đó, ông qua Bỉ, Thụy Sĩ và Pháp gặp một số Việt Kiều và sống tại chủng viện Merino. Qua Hồng Y e. Spenman, ông gặp một số chính khách công giáo, đặc biệt là hai dân biểu John Kennedy và Mike Mansell cùng với Joseph McCarthy, người quan trọng nhất là ông Mansell, vì ý kiến của ông này được Washington tôn trọng trong cương vị ông đã là giáo sư khoa học chính trị và lịch sử Á Đông tại Đại học bang Montana. Trước khi được bầu làm dân biểu hè năm 1954, ông Mansell đi nghiên cứu tại Việt Nam khi về đã báo cáo về tình hình đen tối ở miền Nam lúc ấy ông Diệm mới chấp chính và đi tới kết luận là không có sự lựa chọn nào khác ngoài ông Diệm. Trong trường hợp chính phủ Diệm sụp đổ, Mỹ nên xem xét chấm dứt tất cả viện trợ cho Pháp và quân đội Liên Hiệp Pháp. Sau báo cáo Mansell, Tổng thống Eisenhower viết bức thư ngày 23 tháng 10 năm 1954 cho Thủ tướng Diệm để thông báo từ nay Mỹ sẽ viện trợ thẳng cho Việt Nam mà không qua Pháp nữa xem chương 8. Nhưng rồi Mỹ lại thay đổi lập trường. Tới sau khi ông Diệm giải quyết xong vấn đề Bình Xuyên cuối tháng 4 năm 1955 thì Hoa Kỳ mới thực sự ủng hộ ông. Như vậy không phải là Mỹ đã nhất mực ủng hộ ông Diệm. Thực ra thì sự ủng hộ ấy rất mong manh. Như sẽ đề cập dưới đây và trong chương sau. Cuối tháng 6 năm 1954, ông trở về Sài Gòn cuối tháng 8 năm 1954, khi ông Diệm mới chấp chính chỉ có 2 tháng, đại sứ Mỹ Donald Heath đã đề nghị ta phải để ý, theo dõi, tìm một lãnh đạo khác. Tháng 9 năm 1954, Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Văn Hinh công khai chống Thủ tướng. Đầu tháng 12 năm 1954, đặc ủy của Tổng thống Eisenhower, tướng Collins, đã đề nghị Mỹ chỉ nên ủng hộ ông Diệm thêm vài ba tuần nữa thôi. Đầu tháng 4 năm 1955, tướng Colin còn đề nghị rõ ràng về năm bước để loại bỏ ông Diệm. Cuối tháng 4 năm 1955, Washington đã có chỉ thị tối mật thay thế thủ tướng Diệm. Như vậy là chỉ nội trong 10 tháng chấp chính, Mỹ đã muốn thay thế ông thủ tướng. Lạc vào nỗi cô quạnh khi ông Tân Thủ tướng vô tới Sài Gòn thì trên thực tế tất cả các quyền hành về quân sự, chính trị, xã hội, kinh tế còn do người Pháp kiểm soát, hoặc trực tiếp hay gián tiếp. Lúc ông Diệm đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất ngày 26 tháng 6 năm 1954 thì chỉ có mấy trăm người và một số công chức chính phủ ra đón. Dân chúng đô thành ít ai biết tới ông thật khác với ngày huy hoàng của quốc trưởng Bảo Đại 5 năm trước. Ngày 13 tháng 6 năm 1949, ông Bảo Đại được đón rước linh đình trọng thể với sự có mặt của các quan chức Việt Pháp, tướng lãnh các binh chủng, các toán binh sĩ danh dự đứng giàn trào với 21 phát đại bác. Buổi chiều có dạ tiệc khoản đãi linh đình tại Dinh Norodom, Dinh Độc Lập ngày ông Diệm trở về thì lại khác. Rời phi trường, xe chở ông đi qua con đường dài có tên là Ruchak de Gaulle Vào tới văn phòng, ông thấy Dinh Norodom vẫn còn nằm dưới quyền của người Pháp. Dinh này chỉ được toàn quyền Podili trao lại vào ngày mùng 7 tháng 9 năm 1954. Nhân viên bảo vệ trong dinh lại là nhóm người dưới quyền điều khiển của cảnh sát do lực lượng Bình Xuyên nắm giữ. Ngân sách thì eo hẹp vì tiền bạc còn do Pháp quản lý. Ông Diệm cũng không có quân đội vì quân lực Việt Nam vẫn còn nằm trong khuôn khổ liên hiệp Pháp và viên tham mưu trưởng thì do Pháp chỉ định. Ngoài ra, quân đội lại không thống nhất vì Pháp còn tài trợ cho một số lực lượng giáo phái. Từ trong dinh Norodom đi ra bên phải là phố Gatina sang trọng. Đầu phố là khách sạn Pháp nổi tiếng Continental. Cuối phố là Majetti. Quẹo phải một quãng thì tới ngân hàng Đông Dương, một ngân hàng Pháp in tiền cho cả ba quốc gia liên kết, rồi tới sở đoan do Pháp thu thuế nhập cảng. Tức phần lớn nhất của ngân sách nội địa trên các đường phố từ phan đình phùng tới cao thắng trần hưng đạo các tiệm buôn bán bày hàng phần nhiều là những sản phẩm của pháp thuốc lá ba táp cà phê martin xe đạp puzo xe máy mobile nước hoa nui fordian muốn đi xa thì tới ga chemin de fer gần chợ bến thành đi gần thì có taxi nhỏ xíu Nam Kỳ là một trong những thuộc địa Mà Pháp đầu tư nhiều nhất Nhà máy bia Marder Một cơ sở sản xuất lớn nhất Đông Dương Có tới gần 3.000 công nhân Rồi những đồn điền cao su Của hãng Mai Và cà phê, trà Như vậy Làm sao mà Pháp có thể dứt lòng ra đi cho Đảng Pháp muốn bám víu vào miền Nam nhưng lại gặp phải ngay một ông thủ tướng cứng đầu và có tinh thần siêu quốc gia. Chắc chắn là phải tìm cách loại trừ ông này để thay vào một người lãnh đạo khác. Ít nhất, người ấy cũng phải có thiện cảm với Paris. Và lại, quốc trưởng Bảo Đại, người thân Pháp thì vẫn còn ở can. Quân đội Việt Nam thì còn nằm trong tay Liên Hiệp Pháp và viên tổng tham mưu trưởng tướng Nguyễn Văn Hinh, con trai của cựu thủ tướng Nguyễn Văn Tâm lại là một sĩ quan cũ trong không quân pháp cảnh sát thì do bình xuyên nắm giữ ngay cả lực lượng an ninh cho văn phòng phủ thủ tướng cũng do cảnh sát gửi đến như vậy là ông diệm đang ở trong hang cọp rồi mà lại còn muốn chống pháp ông diệm vừa chấp chính pháp đã thuyết phục mỹ dẹp ông đi muốn dẹp ông diệm thì cũng không khó chỉ còn một trở ngại là chính sách của mỹ đối với ông này tuy nhiên vào lúc ấy thì sự ủng hộ của mỹ đối với ông diệm cũng chưa mạnh mẽ mỹ chưa biết gì nhiều tới khả năng của ông diệm vì ông này vừa mới chân ướt chân giáo trở về sài gòn trên thực tế số người thực sự ủng hộ ông diệm ở mỹ cũng chỉ có mấy nghị sĩ và một vài hồng y công giáo bởi vậy việc pháp có thể làm ngay là tìm cách hạ uy tín ông ngô đình diệm dễ nhất là lobby với đại sứ Mỹ ngay tại Paris. Chỉ trên một tháng sau khi ông Diệm về nước, đại sứ Mỹ ở Paris đã đánh điện về Washington để báo cáo về cuộc họp với Bộ trưởng các quốc gia liên kết. Le Chambre đã biết quá tâm lý của Mỹ là luôn luôn muốn cho người lãnh đạo bản xứ phải được nhân dân ủng hộ, có khả năng thu hút nhân tâm qua những biện pháp kinh tế và đủ khả năng để xây dựng độc lập, dân chủ Điểm sau cùng có nghĩa là đối với Mỹ, người lãnh đạo mới này phải có khả năng phế chốt ông Bảo Đại để chấm dứt tàn tích của thời thực dân. Hiểu như vậy nên chính Bộ trưởng La Chambre đã lập tức nêu ra ba đặc điểm sau đây để phê phán ông Diệm như Đại sứ Đi Lân báo cáo. Paris ngày mùng 4 tháng 8 năm 1954 kính gửi Ngoại trưởng. Cuối tuần qua, tôi có ngồi nói chuyện với ông la chambre một cách hết sức thẳng thắn ông ta cho rằng tương lai của chính phủ việt nam sẽ tùy thuộc vào ba yếu tố sau đây một chính phủ ấy phải thực sự đại diện nhân dân hai phải tổ chức cải cách điền địa cho sớm và ba phải sửa soạn chốt phế ông bảo đại để thành lập một nước cộng hòa trong mấy tháng tới ông la chambre nghĩ rằng chính phủ diệm không tôi xin nhắc lại là không không đủ khả năng thi hành bất cứ điểm nào trong ba điểm này tuy nhiên ông ta cho rằng vì ông diệm là con người có đức độ cao nên chắc chắn vẫn có thể là một thành viên của một chính phủ mới trong tương lai nếu như ông ta có thể dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa với các giáo phái và được họ ủng hộ le chamre nói sẽ không tôi nhắc lại là không. Phản đối việc ông Diệm tiếp tục giữ chức thủ tướng với điều kiện là ông Diệm phải có hành động về điểm 2 và điểm 3 như trên, cải cách điền địa và chốt phế bảo đại, lời tác giả. Như vậy là đặt ra ba điều kiện rất khó cho ông Diệm, lại còn bắt ông phải thực hiện ngay tức khắc. Thứ nhất, phải được sự ủng hộ của nhân dân. Đây là một công việc về lâu về dài, đa số nhân dân chưa biết đến ông Diệm làm sao có thể chứng minh được rằng dân chúng sẽ ủng hộ khi vừa chấp chính được trên một tháng thứ hai cải cách điền địa là một công việc khó khăn nhất ngoài chiến tranh khi ruộng đất còn tập trung phần lớn vào một số tỷ phú như ở miền nam cũng như các nhà đại tư bản ở các quốc gia đại điền chủ ở việt nam có rất nhiều quyền lực vào thời gian này chỉ có khoảng một ngàn người làm chủ tới 40% đất đai, mà đất đai là của cải quý nhất. Thứ ba, phế chuất một cựu hoàng đế, một quốc trưởng đã cất nhắc mình lên chức thủ tướng lại không phải là một chuyện dễ, nhất là trong môi trường nặng về tinh thần khổng giáo. Có thể đây là một mưu kế của Pháp vào thời điểm ấy để đưa ông Diệm vào một cái bẫy. Nếu ông Diệm nhúc nhích, có thái độ hoặc hành động nào ra vẻ chống đối thì ông Bảo Đại có thể ký xác lệnh cách chức liền. Thực vậy, về việc chốt phế Bảo Đại thì nhiều tác giả đã đề cập tới là không phải do chính ông Diệm. Trái lại, như ông Landler đã tiết lộ, khi phải làm việc này, ông hết sức đau đớn. Về ba điểm này thì trong công điện, đại sứ Dillon có báo cáo ý kiến của ông La Chambre cho rằng Về điểm thứ nhất, ông Lơ Cham Rơ lưu ý Hoa Kỳ là theo thông tin nhận được thì ông Diệm sẽ không thể có khả năng đại diện nhân dân vì ông ấy không có được sự cộng tác và ủng hộ của các phe phái miền Nam. Về điểm thứ hai và thứ ba, vì quá trình của ông Diệm là quan lại nên ông ta sẽ phản đối cả việc cải cách điền địa và việc chốt phế bảo đại. Bởi vậy, La Cham đề nghị gãi đúng chỗ ngứa rằng để miền Nam có được một cơ may thắng thế trong kỳ tổng tuyển cử toàn quốc 1956 thì cần phải có ngay một chính phủ mới. Lời bình của Uyên Uyên Việt Nam Bằng tình cảm cá nhân đối với Thủ tướng Ngô Đình Diệm, tác giả đã hầu như không thấy được mâu thuẫn trước những lý luận của ông với những chứng cứ mà ông có được một người tu hành lơ ngơ trong bầu trời chính trị có thật vậy không nếu ông diệm chỉ có tâm nguyện đi tu thì ông có cần long đong bên nước mỹ và quen toàn những bậc vai vế quyền lực cả ở đời cũng như bên đạo hay không chắc chắn là không Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.